Mừng tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với video của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về hội thảo kỹ thuật của sản phẩm Relay Extra 325SC của Syngenta nhé. Sản phẩm Relay Extra của Syngenta có câu slogan là nâng tầm gạo Việt. Tại sao nó có được cái câu này thì chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo nhé. Thứ nhất là đối với lại cái giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ thì cho thấy rằng giai đoạn làm đồng là giai đoạn cực trọng ở trên cây lúa của chúng ta. Và cái giai đoạn này là nó giúp cho cây lúa sinh sản đạt được cái số lượng hạt trên một bông tốt nhất. Và cái giai đoạn trổ gạo và vô gạo đến chín thì nó gọi là giai đoạn trưởng thành. Như vậy thì những giai đoạn này nó có những cái dịch hại gì chính ở trên lúa chúng ta đối với bệnh hại. Đó là nó có cái bệnh đạo ôn này, bệnh đốm vàng, bệnh đốm nâu và bệnh lem đép hạt. Thì các cái bệnh hại chính trên cây lúa nó chúng ta cần quan tâm đối với sản phẩm Relay Extra đó là cái bệnh đốm vàng, bệnh đốm nâu và bệnh lem đép hạt. Đây là ba cái bệnh chính mà nó làm giảm đến cái năng suất chúng ta từ 40 đến 60% năng suất. Và cái giải pháp công nghệ đỉnh cao đến từ Syngenta trong cái kiểm soát nấm bệnh và tối ưu hóa năng suất chất lượng hạt lúa hiện nay đó là sản phẩm Relay Extra 325SC nâng tầm gạo Việt. Về cái thành phần hoạt chất và cơ chế tác động của cái sản phẩm Relay Extra này thì chúng ta biết là Relay Extra là một cái sản phẩm mà nó ức chế được cái hoạt động của men tham gia cái quá trình hô hấp ở thi thể của tế bào nấm bệnh. Đó là cái hoạt chất thứ nhất là hoạt chất isobirazam, nó hoạt chất mới từ Syngenta, và cái công nghệ thứ hai đó là công nghệ hoạt chất Amita. Hoạt chất này đã đang dẫn đầu thị trường hiện nay thì chúng ta cũng biết đó là nó nằm trong sản phẩm Amita Top. Như vậy thì với cái hai cái hoạt chất này nó sẽ làm được cái điều gì? Nó làm được một cái công nghệ khóa kép. Khóa kép là sao ạ? Là cái khóa thứ nhất đó là khóa chặt trong cái lớp sáp của lá. Cái khóa thứ hai đó là khóa cái men SDH của nấm bệnh. Hai cái khóa này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái điều đặc biệt đó là cái khả năng chống bị rửa trôi sau khi phun 1 giờ đồng hồ. Sau khi phun 1 giờ đồng hồ nếu như có mưa rửa trôi thì cái Relay Extra nó không bị rửa trôi và cái hiệu quả phòng trừ đốm vàng của nó là 98%. Cái thứ hai là hiệu lực kéo dài đến 28 ngày trong cái phòng trừ nấm bệnh. Chính vì vậy mà sau 28 ngày thì hiệu quả phòng trừ nấm bệnh của nó vẫn đạt 95%. Như vậy đối với lại cái sản phẩm Relay Extra chúng ta cần phải lưu ý. Nhớ rõ là nó có một cái công nghệ khóa kép. Khóa kép này nó giúp cho chúng ta là phun 1 giờ không sợ mưa rửa trôi. Cái thứ hai là thời gian hiệu lực phòng trừ nấm bệnh kéo dài đến 28 ngày. Đó là hai cái khóa mà chúng ta cần phải nhớ về cái sản phẩm Relay Extra. Và thời điểm phun của chúng ta phun khi nào? Đối với giai đoạn cực trọng thì giai đoạn cực trọng là giai đoạn từ 50 đến 60 ngày này. Nó có rất là nhiều cái nấm bệnh tấn công ở giai đoạn này nên là nó làm cho cây lúa dễ bị sốc sinh học. Thì tại sao như vậy thì chút xíu nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn về cái liều lượng sử dụng đối với sản phẩm Relay Extra. Đó là cái liều 0,4 lít trên 1 hecta. Chúng ta phun ở giai đoạn từ 50 đến 60 ngày. Và sản phẩm này chúng ta phun xong thì đâu đó khoảng giai đoạn lúa nó trổ đều lên thì chúng ta thể sử dụng cái sản phẩm Amita Top phun lại lần thứ hai để quản lý sạch các cái nấm bệnh trên cây lúa chúng ta đạt được cái hiệu quả cho đến khi giai đoạn thu hoạch. Với cái sản phẩm Relay Extra này thì chúng ta có thể phun bằng bình máy cũng được mà phun bằng công nghệ máy bay vẫn được. Và cái cử phun đó là gọi là cái cử phun nuôi đồng, thì sau khi phân hóa đồng 1 ly từ 10 đến 15 ngày tùy theo cái giống lúa gọi là cử nuôi đồng. Khi đó cái cổ lá đồng và cái cổ lá thứ hai nó tương đương nhau hoặc nó chênh lệch nhau 1 đến 2 cm. Như vậy thì chúng ta xác định cái thời gian nuôi đồng này để chúng ta phun đó là nó bằng cái thời gian sinh trưởng của cái cây lúa trừ đi 45 ngày. Ví dụ như cái giống lúa của chúng ta là 100 ngày thì chúng ta lấy cái 100 ngày đó trừ đi 45 ngày nó sẽ ra cái thời gian phun cái Relay Extra là 55 ngày. Hoặc là chúng ta ra ngoài ruộng chúng ta nhìn thấy cái cổ lá đồng và cái cổ lá thứ hai nó ngang nhau như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta phun, tức là đâu đó còn 7 đến 10 ngày nữa trước khi lúa trổ đó thì chúng ta phun cái Relay Extra, hoặc là nó chênh lệch với nhau khoảng chừng 2 cm như thế này thì chúng ta tiến hành chúng ta phun và đạt được hiệu quả cao. Tại sao chúng ta phun cái thời điểm đó thì nó đạt hiệu quả cao quý vị? Tại vì cái giai đoạn đó là giai đoạn mà cái cây lúa nó đã hình thành đủ cái hạt như thế này và nó chỉ còn tạo cái hạt phấn thôi, tạo cái hạt phấn ra như thế này để khi mà lúa nó trổ ra thì nó giao phấn thì nó có một cái hình thành một hạt gạo đầy đủ. Thì nếu như chúng ta để cho cây lúa nó bị sốc sinh học hoặc là bệnh nấm bệnh nó tấn công ha, điều kiện thời tiết nhiệt độ nó không tốt thì nó sẽ hình thành một cái hạt phấn nó không có được mạnh mẽ và khỏe khoắn. Sau này nó sẽ cho ra một cái hạt phấn nó bị lép lửng. Và lép lửng như vậy thì cái nó dẫn tới cái hạt lúa chúng ta không có được thụ phấn và nó cũng bị lép lửng. Nếu như cây lúa chúng ta không bị sốc sinh học và nó khỏe mạnh thì nó hình thành một cái bao phấn khỏe mạnh như thế này. Thì khi mà nó trổ ra nó sẽ giao phấn tốt thì nó sẽ hạn chế được tỷ lệ lép xanh, lép mà không có cái hạt gạo bên trong đó.
gọi là lép xanh lép dọc đường, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cho chúng ta là tăng được số hạt chất trên một bông. Các cái kết quả thí nghiệm từ Syngenta và hiệu ứng trổ đồng loạt thì cho thấy rằng là đối với cái giải pháp Syngenta, lúa nó trổ rộ và đồng loạt hơn khoảng 45% so với tập quán địa phương. Nhờ vậy mà năng suất và chất lượng lúa nó cũng cao hơn. Đây là cái tập quán địa phương của chúng ta. Ở 57 ngày sau xạ thì lúa nó trổ rộ, thì ở bên đây nó trổ rộ và trổ sáng hơn. Về cái tính an toàn thì đối với lại cái Relatra là một cái sản phẩm mà thuộc nhóm đầu độc 3, độc rất là nhẹ, và đầu độc qua chuột cũng như là qua chim cút thì rất là lớn, từ 1.750 mg đến 2.000 mg, ít độc đối với thủy sinh và không gây độc cấp tính trên ong cũng như dung đất, và không gây dị ứng và kích ứng da, tức là nó rất an toàn cho chúng ta. Về hướng dẫn sử dụng thì đối với cái sản phẩm này thì chúng ta sử dụng cái liều dùng là 0,4 lít trên 1 hecta để phòng trừ cái bệnh đốm dằn và cái bệnh lem lép hạt trên cây lúa. Về cái kết quả thí nghiệm thì từ Syngenta làm rất là nhiều cái mô hình, khoảng 33 điểm trình diễn của đội ngũ kỹ thuật, thì cho thấy rằng là hiệu quả phòng trừ bệnh đốm dằn đối với cái sản phẩm Relatra là nó kiểm soát rất là tốt, đến 93,5% so với tập quán địa phương khoảng 60%, và tỷ lệ bệnh ở cái nhớ. Về cái kết quả thí nghiệm từ Syngenta về hiệu lực đối với cái bệnh đốm nâu thì cái sản phẩm Relatra là nó kiểm soát lên tới 75%, đối với tập quán địa phương là 51%, so với đối chứng thì nó chỉ quản được có 20% thôi. Nên là Relatra kiểm soát tốt các cái bệnh đốm nâu, giữ được cái mức độ bệnh thấp trên đồng đến khi thu hoạch. Về cái kết quả thí nghiệm từ các cơ quan nghiên cứu kiểm soát lem lép hạt thì cho thấy rằng là cái giải pháp của Syngenta, chúng ta thấy rằng là nó kiểm soát rất là tốt các cái nấm bệnh cũng như là kiểm soát cái lem lép hạt rất là tốt, và được các cái cơ quan đánh giá rất là cao. Thứ nhất là cơ quan về diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, thứ hai là trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Đồng Tháp 10. Có 4 cái thí nghiệm thì cho thấy rằng là cái giải pháp Syngenta nó đem lại cái hiệu quả quản lý cái lem lép hạt rất là tốt. Thí nghiệm từ 33 cái điểm trình diễn của đội ngũ kỹ thuật Syngenta thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ lem lép hạt ở trên cái bông của cái giải pháp Syngenta thì nó chỉ có 3,2% thôi, so với lại cái đối chứng là 13,5%, và so với tập quán địa phương là 6,2%. Tức là cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Trên một bông của chúng ta tỷ lệ lem và lép rất là ít. Nên là từ đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình thu hoạch vô đó thì để vào trong nước để cho nó lắng xuống dưới thì cái mức độ lép lửng nổi lên trên của giải pháp Syngenta rất là ít so với tập quán địa phương và đối chứng. Đối chứng thì nó rất là nhiều ha. Cái nữa là cái kết quả thí nghiệm từ Syngenta về cái hiệu ứng cây khỏe, về cái hiệu ứng cây khỏe xanh lá thì trung bình ở 33 cái điểm trình diễn đội ngũ kỹ thuật Syngenta thì cho thấy rằng là nó cây nó khỏe hơn sau khi phun 7 ngày. Cây nó khỏe, nó xanh hơn, so với tập quán địa phương thì nó xanh không bằng, và so với lại đối chứng thì nó, ví dụ như chúng ta lấy mức đối chứng là 100 thì cái tập quán địa phương nó vượt hơn được 4%, và đối với lại cái giải pháp của Syngenta nó vượt hơn 8,5%. Về các cái kết quả thí nghiệm về hiệu ứng cây khỏe gần đến ngày thu hoạch, chúng ta thấy rằng là đối với lại cái ruộng có phun Relatra thì cái màu nó xanh hơn tới 107% so với lại cái đối chứng, tức là tăng 7%. Còn so với lại tập quán địa phương thì nó chỉ cao hơn cái đối chứng khoảng 4% thôi. Thì dưới đây là một cái điều kiện mà chúng ta thấy là khi nó khỏe như thế này thì giai đoạn cuối này nó vẫn đẩy hạt gạo vào chắc mẩy tốt, nên là nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái bông lúa sạch sáng, và đặc biệt là trọng gạo đặng gạo vào hạt chắc tới cậy. Các cái kết quả thí nghiệm từ diện lúa đồng bằng sông Cửu Long và trung tâm nghiên cứu Đồng Tháp 10 về cái hiệu quả năng suất thì cho thấy rằng là cái giải pháp Syngenta nó đạt được 5,66 tấn trên 1 hecta. Đối với lại cái tập quán địa phương thì nó đâu đó khoảng 5,45 tấn, và đối với lại đối chứng thì khoảng 4,52 tấn. Tức là cái giải pháp Syngenta có sử dụng Relatra nó tăng được 1,1 tấn trên 1 hecta so với đối chứng, và tăng khoảng 200 kg trên hecta so với giải pháp khác. Nên là đây là một trong những cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng là nó giúp cho chúng ta có được cái năng suất cao hơn. Và các cái viện nghiên cứu cũng đã lấy cái mẫu đi phân tích sau khi thu hoạch cái giải pháp của Syngenta có sử dụng Relatra thì cho thấy rằng là các cái hoạt chất của cái Relatra không có lưu tồn ở trong cái hạt lúa thành phẩm, nên là nó phù hợp cho cái việc xuất khẩu sang thị trường nông sản châu Âu và châu Mỹ. Về cái lợi ích vượt trội của Relatra ở giai đoạn nuôi đồng từ 50 đến 60 ngày, cái thứ nhất là nó sẽ trổ đồng loạt hơn, vô gạo nhanh hơn. Cái thứ hai là hiệu quả cao đối với cái lợi lem lép hạt và đốm dằn. Cái thứ ba là cái tối ưu hóa được cái năng suất và chất lượng xuất khẩu nhờ vào việc là nó không có lưu tồn, cũng như là nó có cái màu xanh khỏe cho tới giai đoạn gần cuối vụ, nên là nó sẽ giúp cho cái bông lúa được đẩy gạo vào chắc tới cậy. Đó là một trong những cái mà chúng ta cũng rất là quan tâm. Thì đối với lại cái sản phẩm này, bà con nông dân rất là thích, và có nhiều nông dân chia sẻ rằng là nó là số 1 để phòng trừ bệnh đốm dằn, hay là nó là
giúp lúa có bộ lá xanh khỏe và nhiều hạt chắc, hoặc là nó giúp trổ gộ đồng loạt, giảm thất thoát sau thu hoạch. Thì đó là những cái cảm nhận của người nông dân. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải nhận dạng hàng chính hiệu của Syngenta và đặc điểm khác biệt khi mà nhận dạng cái hàng chính hiệu của Syngenta đối với sản phẩm ghi lấy lá trà. Đó là công nghệ nhận dạng bằng cái tia UV, tức là khi mà chúng ta đưa cái nhãn chai ghi lấy lá trà ra ánh sáng mặt trời, chúng ta sẽ thấy tự nhiên cái logo ghi lấy lá trà và Syngenta như thế này, nó nổi rõ lên trên khắp cái nhãn chai của mình. Ngoài cái việc nhận diện là chúng ta nhìn vào chai, chúng ta thấy chữ logo ghi lấy lá trà Syngenta và cái chữ Syngenta trên nắp chai, thì chúng ta đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời, chúng ta sẽ thấy những cái logo ghi lấy lá trà và Syngenta như thế này, nó nổi rõ lên trên cái nhãn chai. Chúng ta chỉ cần đưa ra ngoài từ 3 đến 5 giây thôi, và sau đó chúng ta lấy vào, chúng ta sẽ thấy. Và nếu như chúng ta để trong mát khoảng chừng 10 phút sau thì những cái chữ này nó sẽ tiếp tục lặn trở lại, và nếu như chúng ta tiếp tục đưa ra nắng thì nó sẽ xuất hiện trở lại nữa. Đó là một cái công nghệ nhận diện hàng chính hiệu rất là đặc biệt của Syngenta. Vâng, và đó là những cái thông tin mà chúng ta cùng nhau trao đổi khi tham khảo cái hội thảo kỹ thuật về sản phẩm Relay Tra 325SC. Chương trình đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và hãy đăng ký để tham gia tiếp tục cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.